Cái bánh lòng cha chanh của Thái Lan rồi con. Bánh lòng là dành ưu tiên cho bà con nào mà chạc rồi đó. Chạc nè, hay là dùng vấn đề nhẹ gọn nè. Nên chạc trục nè. Này chạc trục thì ok nha. Đây, bề ngang á là 3 tấc nè, bề ngang này 3 tấc, chiều cao là 8 tấc. Tất cả dàn xới gắn đều vừa nha bà con. Đây khi bà con mua là tặng cái mục này theo nè. Dàn nào bà con hãy nói dàn đó gắn mới vừa nha. Đây. Khó kẹp nè. Đó. Mua vừa kẹt vừa lỗ luôn, ghê không? Đó. Mua là tặng này nè, thấy không? Bánh lòng của Thái nha. Bề ngang 8 tấc. Bề cao là bề ngang 3 tấc, chiều cao là 8 tấc. Tất cả vàng đều vừa nha. Còn giờ nào bà con đặt cái vàng đó nha. Ok nha. Đây gắn bánh lòng này vậy đây. Không đụng như luôn phải không? Đây bà con gắn chỗ này nè, nó còn hở khúc mà không đụng là hay ha. Đối ưu tiên bà con nào chạc thôi nha. Chạc thì dụng này nó hay hơn tại vì bánh lòng nó nhỏ, bà con nào chạc hay càng tốc độ là bên này. Đó, đây nguyên bộ như đây, bà con được tặng nó đó đó. Khi bà con xuống ruộng chạc á, bà con hãy gỡ cái niền này ra nha, này bà con hãy gỡ dành này ra. Cái dành là đi trên lỗ đan, đừng cho nó hư đan, hư nhựa, hư lộ thôi. Bà con ruộng phải gỡ ra, nó mới bắt được cái này. Nha, khi bà con xài xuống ruộng phải gỡ ra, còn khi chạy lỗ gắn này vô, nó tác dụng bánh xe đi thôi, tròn nó không làm hư đường, nhưng nó chảy rất là đậm, nó không dằn. Nhưng mà xuống ruộng phải gỡ hai cái dành nó ra. Rồi bà con là có nhu cầu alo nha, 0886356707. Có bánh lòng cha chanh Thái Lan. Đối với đây nào chạc là vô tư nha. Này tốc độ cao á, để tốc độ á. Này ưu tiên cho chạc, đa số là bên Thái ta không có sới như mình, ta chạc chục không à. Nè cái này chạc là ngon. Với bà con nào đi đồi núi rồi đó, đi đồi dốc rồi đó là cái này đi vô tư luôn nè. Đặc biệt bà con nào phải đi dốc ở đây. Đường núi đi dốc, đi đồ leo dốc là ngon lắm nè. Bám đường tốt. Rồi bà con nào có nhu cầu luôn nè, 0886356707.